đến với đêm Gardener của Việt Caravan được tổ chức tại Star City Nha Trang Cầu Tre với chủ đề chào mừng lễ 30/4 và 1/5 ngày hôm nay. Tôi xin được cảm ơn vũ đoàn VIP và chúng ta sẽ gặp lại những cô của con xinh đẹp ở phần 2 của chương trình. Thank you, dancer. Kính thưa quý vị, Việt Caravan là một diễn đàn chuyên về caravan lớn và đông thành viên nhất Việt Nam. Mỗi tháng một lần thì Việt Caravan đều tổ chức những chuyến đi kết hợp giữa nghỉ dưỡng, du lịch và các hoạt động cộng đồng nhằm gắn kết mối quan hệ cũng như là tình cảm giữa các thành viên trong đại gia đình Việt Caravan. Và hành trình Caravan Sài Gòn, Nha Trang, Vĩnh Hy ngày hôm nay của chúng ta lại trùng với dịp lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5, một trong những sự kiện trọng đại của miền Nam nói riêng cũng như là cả dân tộc nói chung. Một lần nữa chúng ta hãy dành một dấu tay thật lớn cho một hành trình rất ý nghĩa của Việt Caravan của chúng ta. Đến với đêm calendar của Việt Caravan, xin được giới thiệu các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà, nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương không có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Đêm nay Việt Caravan chúng tôi chỉ có một nghệ sĩ duy nhất, xin giới thiệu nghệ sĩ Khánh Đức. Ngoài nghệ sĩ Khánh Đức, chúng tôi còn thấy sự hiện diện của rất đông các thành viên đến từ các chi hội khác nhau. Và sau khi bài sướng tên các chi hội vui lòng thể hiện sự hào hứng sôi động khi là thành viên của Việt Caravan cũng như là thành viên của hành trình Caravan Sài Gòn Nha Trang Vĩnh Hy. Đầu tiên xin được giới thiệu chi hội Bình Dương. Tiếp theo xin được giới thiệu chi hội Vũng Tàu. Cuối cùng xin được giới thiệu chi hội đến từ Sài Gòn. Và bây giờ hãy cho chúng tôi thấy những tràng vỗ tay cũng như sự cổ vũ thật lớn của tất cả các thành viên của Việt Caravan. Xin mời. Trước đây hôm nay thì cả đội chúng ta đã biết nhau, tuy nhiên chưa phải nói là thương nhau mà. Và cho nên cái đêm gala này là đêm gala để mà gắn kết mọi người thương nhau nữa. Và ngày mai là ngày hội diễn thi, chúng ta sẽ coi nhau như là một gia đình này. Chuyến đi cũng còn rất nhiều thiếu sót, tuy nhiên ban tổ chức chúng tôi cũng muốn đóng góp ý kiến từ những thành viên để cùng chuyến đi sau hẹn tốt hơn và hoàn thiện hơn. Cảm ơn toàn thể thành viên Việt Caravan đã tham dự chương trình lễ 30/4 và 1/5. Trong chuyến đi này có những gì thiếu sót thì xin thành viên bỏ qua nhiều hơn. Đây là một cái tâm huyết của khi mà của tất cả các thành viên trong ban tổ chức, nghĩa là từ lâu rồi chúng ta đang sử dụng một cái trang web, một website không được là thuận lợi lắm. Thì như lời đã hứa cũng như vừa chia sẻ thì trong năm nay chúng tôi sẽ dứt khoát sẽ xây dựng xong cái trang web của Việt Caravan một cách chuyên nghiệp nhất. Chỉ cần điện thoại chụp hình lên một cái là đưa là toàn những đẹp luôn, chứ không như là cái giờ hiện tại ướp qua một cái sản phẩm này. Nếu mà trang web này xong thì hình ảnh nó chuyên sẽ tràn lan trên mạng, đặt ở bằng cái điện thoại của mình. Thank you very much, and hope to see you again. And I just want to say a couple of words. The team over there, the lady in white, Miss Tam, Miss May, and this team, and the gentleman, the owner. Đó là cô Thắm, người đã làm việc với Huy trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn Thắm rất là nhiều. Nào, 1, 2, 3. Thank you.
một chiếc tay thật lớn dành cho nhạc sĩ Khánh Đơn của quý vị. Oh,